dự án của chúng ta có 3 định vị, đó là Central, Modal và Stable. Đó là Central. Vậy thì nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại nên chọn khu vực khu Tây? Nhiều người sẽ đặt câu hỏi như vậy. Vậy thì kính thưa quý vị và các bạn, khu Tây còn được xem là khu tiểu Hồng Kông, nơi có thị trường hấp thụ rất tốt và giá cả cực kỳ cạnh tranh. Ở khu vực này thì là túi dân của thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu nhà ở rất là lớn. Thì theo CBA thống kê thì đâu đó những dự án mở mới có lượng hấp thụ từ 80 đến 90% trên thị trường. Vâng, thì ngoài ra cái mức độ gia tăng giá hàng năm tại khu vực này tăng từ 15 đến 20% ở một số mặt đường tiền lớn, mặt tiền đường lớn thì có thể là gia tăng tới 30%. Và một điều đặc biệt quan trọng nữa thì giá khu vực này còn cạnh tranh hơn rất nhiều so với khu Đông và khu Nam. Một điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy được rằng là câu chuyện di chuyển ở khu vực quận Bình Tân nói riêng và khu tên lửa nói chung cực kỳ dễ dàng và thuận tiện di chuyển đến các quận trung tâm với các công trình cầu vượt là Bùng Binh, Cây Gõ và cầu vượt 3 tháng 2, giúp việc di chuyển từ khu vực khu tên lửa và khu vực quận Bình Tân nói chung rất dễ dàng và thuận tiện kết nối, giảm thiểu ùn tắc hay là kẹt xe ở các khu vực này. Ngoài ra bên cạnh đó thì khu Tây còn có các kế hoạch về phát triển giao thông hạ tầng trong thời gian tới, đặc biệt đó là việc nâng cấp 7 tuyến đường kết nối từ Long An tới Thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. Việc này sẽ giúp cho lục tỉnh miền Tây kết nối trực tiếp vào Thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ thuận tiện, giúp cho việc lưu thông hàng hóa một cách thuận tiện hơn và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì khu vực này sở hữu hết 3 khu công nghiệp lớn với tỷ lệ lấp đầy 100% và dự kiến đâu đó trong năm 2021 sẽ khánh thành thêm khoảng 4 khu công nghiệp. Đây là một dấu hiệu tốt để mà thu hút rất nhiều giới chuyên gia và lao động kỹ thuật cao sẽ quy tụ về đây, đó dẫn đến là cái nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao. Vậy thì tóm lại, nhận định chung của bất động sản Bình Tân còn được xem là mỏ vàng còn sót lại của nhà đầu tư vì khu vực này thì thứ nhất là đáp ứng được cái nhu cầu kinh tế xã hội và được nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thứ hai, quận Bình Tân còn được xem là tâm điểm đón sóng hạ tầng của Tây Sài Gòn và là khẳng định cái vị thế là ngay cửa ngõ. Và cái thứ ba là sự gia tăng của các cái khu công nghiệp vùng xung quanh đã tạo nên cái điều kiện cho dân cư kéo về đây và các chuyên gia, các lao động kỹ thuật cao kéo về đây, gia tăng nhu cầu tìm kiếm nhà và cộng đồng nhóm gia tăng nhu cầu tìm kiếm nhà ở khu vực này. Vậy thì có 5 yếu tố tạo nên mãi lực hấp dẫn đối với bất sản khu vực. Thứ nhất đó là số lượng sở hữu một số lượng dân cư lớn và tốc độ tăng trưởng mạnh qua từng năm. Rồi. Thứ hai là cơ sở hạ tầng hoàn thiện, dễ dàng kết nối đến các khu trung tâm và dư địa bất động sản khu vực này còn rất dồi dào. Thứ ba là nhu cầu ở thực cao và nguồn cung khan hiếm. Thứ tư là giá bán trung bình còn rất là mềm, tạo được lợi thế cạnh tranh hơn so với các thị trường khu vực khác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ năm là giá bất động sản tăng nóng và tăng ổn định trong những năm qua, tỷ lệ từ 15 đến 20% một năm. Vâng, đó chính là những cái mãi lực tạo nên sự hấp lực đối với bất động sản tại khu Tây. Vậy thì nhiều người sẽ đặt câu hỏi là sẽ có nhiều người nghe là vì khu tên lửa là trung tâm của Tây Sài Gòn thì có rất nhiều bạn hỏi là vì sao gọi khu tên lửa là trung tâm của Tây Sài Gòn. Thứ nhất, khu tên lửa nhiều người còn gọi là khu Phú Mỹ Hưng của Tây Sài Gòn. Thứ nhất là sau khi phỏng vấn một số người dân nơi đây thì hỏi là vì sao khu này đặt được tên là khu tên lửa, thì họ cũng có nói đùa một câu rằng là tại vì giá bất động sản khu này tăng nhanh như tên lửa. Vâng, rất là bất ngờ đúng không ạ? Cái thứ hai là nếu anh chị đã đến khu vực này và chú ý đường số 7 và đường tên lửa thì khu vực này quy tụ toàn văn phòng giao dịch, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm. Vâng. Và cái thứ ba nữa là toàn quận Bình Tân xem khu tên lửa như là một cái trung tâm ăn chơi nhảy múa với 9.999 nhà hàng, khách sạn, cà phê, quán bar, trà sữa quy tụ về nơi đây. Và cái thứ tư nữa là một điều đặc biệt là gì? Đó là hàng năm thì ở khu vực đường tên lửa này là thường xuyên tổ chức chợ hoa, chợ Tết, cái triển lãm của quận Bình Tân đều quy tụ về đây. Và điều thứ năm là sẽ có một thử thách dành cho các bạn là đố các bạn đếm được hết khu tên lửa có bao nhiêu biệt thự, vì thực sự khu này là một khu rất rất nhiều biệt thự đẹp.